Thưa quý vị, ngày hội non sông đang đến rất gần, không khí náo nức càng náo nức từ thành thị cho đến nông thôn, từ đất liền cho đến hải đảo. Không khí này được các nhóm phóng viên thời sự ghi nhận. Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc có địa hình rộng, dân cư sinh sống rải rác, nên việc chuẩn bị cho ngày bầu cử được Ủy ban bầu cử xã triển khai từ sớm. Xã bố trí 11 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc trang trí và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức bầu cử. Chuẩn bị để bầu cử thì chúng tôi đã làm tất cả các cái bước phòng chống dịch, an ninh, trang trí và thực hiện mọi cái nội quy quy định của luật về bầu cử. Nhằm giãn cách xã hội thì chúng tôi đã chia ra 10 tổ địa bàn dân cư làm 3 khung giờ. Công tác bảo vệ sức khỏe và cái nơi khu vực bỏ phiếu là được an ninh chặt chẽ, và các cái nhân sự trong cái tổ bầu cử là chúng tôi cũng đã bảo đảm để có một cái sức tập trung đoàn kết làm sao cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trong quá trình chuẩn bị cho bầu cử, công tác tuyên truyền được xã Hòa Hiệp đặc biệt chú trọng. Như vậy đến nay, cử tri địa phương đã nắm rõ về quy định, thủ tục bỏ phiếu và đặc biệt là thông tin về các ứng cử viên. Đến giờ này thì đối với cử tri thì cũng được tổ địa bàn dân cư, rồi ấp, rồi thông báo, hướng dẫn về phòng chống dịch, khai báo y tế, rồi phát thẻ cử tri, rồi hướng dẫn cách bầu cử cho ngày 23 tháng 5. Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức có 8 điểm bỏ phiếu chính và 8 điểm bỏ phiếu dự phòng. Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới, Ủy ban bầu cử xã rất chú trọng việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng dịch COVID-19. Xã đã thực hiện tốt cái việc mà tuyên truyền cho người dân về tình hình công tác phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử. Thì đặc biệt là trong cái bầu cử thì chúng tôi đã, ngoài với phát thẻ cử tri thì chúng tôi còn phát thêm một cái khai báo y tế. Và khi bầu cử thì thực hiện 5K. Tại các cái địa điểm bầu cử thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị theo cái hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cũng như là vận động cử tri, chúng ta đi bầu không phải đi bầu tập trung một lần và đi theo từng tổ địa bàn riêng để đảm bảo giãn cách và công tác phòng chống dịch tốt nhất. Ngày bầu cử là ngày 23 tháng 5, tức là cái ngày hội của đất nước, thì bây giờ các cái công việc của nhà mình cũng sắp xếp gọn để đi bầu cử. Tất cả các cái quy định, quy trình bầu cử thì tôi đã nhận được. Rồi trên loa đài của ủy ban thì tuyên truyền liên tục. Để ngày hội non sông diễn ra đúng nghĩa, ngày 19 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác bầu cử tại tất cả các huyện, thị, thành phố và các bước chuẩn bị thêm lần nữa được rà soát bổ sung chu đáo.